Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là thứ hai đầu tuần đó mọi người. Hiện tại là bác sĩ Việt đang thực hiện cái dịch vụ là nâng cấp phòng 1 cho một cái chị khách hàng mọi người nha. Thì có rất là nhiều chị em mình hỏi là bây giờ mình có thể nâng ngực và tới tớp mình có thể là đẹp chưa? Thì mình sẽ trả lời là ok, bây giờ hiện tại là mình có thể nâng ngực được rồi mọi người ha. Thì cái thời điểm mình có thể nâng ngực bây giờ nè, tới tớp mình vô form rất là đẹp rồi nè mọi người ha. Và thời gian thực hiện thì sẽ như thế nào? Thì thời gian thực hiện là tầm khoảng cho mọi người là tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thôi nha mọi người ha. Thì sẽ xong cái ca phẫu thuật này. Nhưng mà có rất là nhiều tùy tình trạng, có khách hàng mình kết hợp chung với dịch vụ như là mình thu quần nè mọi người, mình treo ngực thì thời gian thực hiện nó có thể là thêm 1 tiếng đó mọi người ha, tùy theo tình trạng của mỗi người. Bây giờ hiện tại là nâng ngực á, hiện tại mình cũng có thể thấy là chính tay bác sĩ Việt thực hiện đúng không ạ? Thì như hàng ngày em live stream á là đang live trong trực tiếp phòng mổ luôn, thì để mọi người có thể thấy được là bác sĩ Việt đang làm cho khách hàng luôn mọi người nha. Những chị em nào mình có đang coi live stream đó mọi người thì mình có thể bình luận tương tác với em. Hiện tại cũng đang có bác sĩ Như Mai ở đây sẽ trả lời online cho mình những vấn đề, ví dụ như mình muốn thăm khám về ngực hay là vấn đề gì thì sẽ có bác sĩ trả lời cho mình nha. Hiện nay thì tình trạng có rất là nhiều khách hàng đặt ngực rồi khoảng 10 năm ha, hoặc là hơn 10 năm thì muốn thay túi thì ở tại phòng khám hoặc là bệnh viện vô bác sĩ Việt cũng thực hiện thay túi ha, và có thể là chỉnh sửa, chỉnh sai lại nè, hoặc là treo lên một tí nè ha. Tất cả những cái trường hợp chỉnh sửa hoặc là thay túi đều được bác sĩ đều thực hiện hết được nha. Cho nên là mọi người có nhu cầu tạo hình vòng 1 hoặc là thay đổi kích thước kiểu dáng của vòng 1 thì mọi người cứ liên hệ với bác sĩ Việt nha. Qua cái số hotline nào em? Số hotline 0938 442 998 ha. Đó, cho nên bây giờ chị em mình có thể là đặt ngực làm những cái ca phẫu thuật lớn như là mình làm về mông nè, rồi làm những cái hút mỡ mọi người, mình vẫn có thể làm được mọi người nha. Và những có nhiều chị em á, mình đã đặt đặt ngực rồi nhưng mà vì theo mình đã sanh á, mình theo khoảng tầm 7-8 năm mình sanh hai bé ba bé đi đi thì bắt đầu cái ngực của mình nó, cái cơ của mình bên trong nó sệ xuống, thì mình có thể đến mình tư vấn thêm dịch vụ là mình treo ngực ha mọi người ha. Hoặc là chị em mình lúc đó mình muốn đổi size lên, là ví dụ như mình muốn lo làm bé lại nè, hoặc là mình muốn làm lớn hơn tí xíu thì vẫn được mọi người ha. Cho nên là mình cứ đến gặp trực tiếp bác sĩ Việt thì sẽ được bác sĩ Việt thăm khám cho mình nè, và tư vấn được cái size mà mình đang mong muốn, là mình ví dụ như mình thích tự nhiên hay mình thích một cái size gọi là sexy á, thì mình cứ nói cái nhu cầu của mình cho bác thì bác sẽ trực tiếp là chọn size cho mình phù hợp với lại cái mô ngực của mình luôn mọi người ha. Cho nên nó là như thông thường hàng ngày em đều like, sẽ có bác sĩ Việt sẽ trò chuyện với mình là mọi người ha, trong phòng khám kể cả những cái cuộc phẫu thuật như là nâng mũi này, cắt mí, những cái tiểu phẫu nhỏ thì em cũng quay quay trong quá trình là bác sĩ Việt đang thực hiện dịch vụ cho mình đó mọi người đó. Cho nên là hiện tại bên Nguyễn Như bên sẽ có bác sĩ Việt và bác sĩ Như Mai thực hiện dịch vụ cho mình luôn. Cho nên là mình cứ đang thắc mắc vấn đề gì thì chị em mình cứ nhắn tin trực tiếp cho fanpage ha, để Mọi được người xem thăm live khám stream cho có mình nghe nha. rõ không? Mọi người ơi, mọi người xem live stream mọi người có nghe rõ không mọi người? Những chị em nào mình nghe rõ thì bình luận em số 1 nha, để em biết được là cái âm thanh bên em có Bấm số ổn định 1, hay bấm không số nha mọi 1 người nha mọi ha. người. Bấm số 1 nha. Nói với làm ngực á mọi người thì em sẽ quay trong cái không gian này thôi, cho nên là em sẽ không có quay chính diện được hay là gần nhiều quá cho mọi người có thể xem được ha. Thì mọi người có thể thấy là trên cái livestream là dạ em Nghe xin cảm ơn rõ. chị Thùy Dương nha. Đó, cho nên là mọi người thấy là hàng ngày là em sẽ quay những cái ca như thế này cho mọi người cập nhật trực tiếp nha mọi người ha. Rồi thì ngoài ra nâng ngực thì mình có thể sử dụng thêm là ví dụ như mình treo ngực vẫn được. Đối với những chị em nào mình đã có mô ngực và ngực mình to rồi đó mà mình không muốn là sử dụng đặt túi chất liệu thì mình vẫn có thể là sử dụng là mình sẽ treo cái ngực lên nếu như mà ngực của mình đã quá to mọi người ha. Nhưng mà vì theo thời gian á mọi người mình sanh nở ra thì bắt đầu ngực của mình nó bắt đầu là sệ xuống rất là nhiều á mọi người. À Thùy Dương ơi, hiện tại là bác Việt đang sử dụng dịch vụ làm dịch vụ cho khách hàng là nâng ngực mọi người nha.
khách hàng đang chọn dịch vụ là nâng ngực cho mọi người luôn nha. Đối với việc làm ngực ấy, thì hiện tại bây giờ công nghệ cũng rất là tiên tiến đó mọi người. Ngày xưa thì mọi người cứ nghĩ là làm ngực thì mình phải nghỉ ngơi quá nhiều thời gian đúng không ạ? Nhưng bây giờ hiện tại mình làm ngực thì tầm ổn định đó mọi người. Tầm khoảng 5 ngày, 3 ngày thôi khách hàng, có nhiều rất là nhiều khách hàng tới bên em vệ sinh. Nếu như mà mình làm ngực xong mình về nhà mà mình sợ, mình nhét tay, mình không dám vệ sinh vết thương thì chị em mình cứ đến trực tiếp Nguyễn Du, bên em sẽ vệ sinh cho mình là hoàn toàn miễn phí nha. Sẽ có các bạn điều dưỡng bên Nguyễn Du vệ sinh cho mình nha. Để khi mà mình cắt chỉ thì mình sẽ có những cái vết thương á, đường khâu nó đẹp nè mọi người, nó hầu như là nó sẽ sẹo trắng và nó mờ dần dần đi luôn nếu mà mình vệ sinh thật kỹ. Thường thì lấy cho mình cái bông, lấy cái bông cho mình. Thường thì khi mà phẫu thuật xong ngày đầu tiên mình sẽ xuất viện ha, rồi ngày thứ hai thứ ba là mình có thể đi đứng nhẹ nhàng ha, rồi mình có thể là đi uống cà phê cũng được nè. Bởi vì là ngày thứ ba thì mọi người sẽ đến phòng khám để các bạn điều dưỡng thay băng cho mình. Và khi mà mình làm đẹp ở vòng 1 thì cũng rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng, cho nên là mọi người cũng không phải lo ngại về vấn đề là mình gọi là phải kiêng kem gì nhiều ha. Nó không ảnh hưởng gì đến quá trình sinh hoạt của mọi người. Mọi người chỉ cần là cho thời gian khoảng 5 ngày là nó ổn định rồi ha, từ từ. Và thường thì đa số khách hàng đó là khi mà mình có đau nhiều hay không sau quá trình phẫu á, là còn do là cái thực hiện của bác sĩ, cái tay nghề của bác sĩ nữa ha. Có người thì người ta than rất là nhiều, mà có người thì cũng không có vấn đề gì hết, cho nên là mọi người yên tâm ha. Và khi mà mọi người thấy làm ngực bây giờ thì dư sức là ăn Tết kịp nha mọi người. Bởi vì thời gian chỉ cho phòng khám là khoảng 10 ngày là mọi người đã tự tin diện đồ đẹp đi chơi rồi. Còn bây giờ đến Tết là hơn là 1 tháng lận ha, cho nên là mọi người cứ gọi là tự tin ha. Bởi vì mọi người cảm thấy đây là một cái dịch vụ lớn lao, nhưng mà nó thật sự là nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng và được thực hiện là trong quá trình gây mê, cho nên là mọi người không có cảm giác đau gì hết. Và sau khi mà thực hiện xong thì mình sẽ ra phòng hậu phẫu và mình ở lại trong bệnh viện một đêm. Hôm sau thì mình đi về và được bác sĩ thay băng xong mình đi về. Mình đi về thì 7 đến 10 ngày sau mình sẽ rút chỉ nha. Thường thì tới ngày thứ tư, thứ năm là mọi người có thể đi chơi với nhà đồ là bình thường hết rồi, cho nên là mọi người yên tâm ha, hoặc là mọi người có thể tham gia công việc nhẹ nhàng bình thường ha. Rồi đối với dịch vụ làm ngực á mọi người, thì mọi người cũng đừng có quá lo là mình sẽ khi mình làm xong mình sẽ sợ đau, mình sẽ sợ là đau hay cái gì hết đúng không ạ? Cho nên là chị em mình cứ đừng có sợ hay là đừng có là vấn đề như là làm xong mà không biết vấn đề sẽ như thế nào mọi người ha. Đó, cho nên là trong quá trình mà mình làm á mọi người, về nhà nói chung là mình ngủ dậy mình chỉ cần có cái chiếc ngực đẹp là đã xinh rồi mọi người ha. Rồi, chị em mình là có tương tác hay là trò chuyện gì với bên em thì cứ bình luận cho mọi người ha. Nguyễn Thu Hoài ơi, bên bác nâng ngực bằng đường nào vậy ạ? Thì hiện tại em sẽ nói cho mọi người biết phổ biến trên những cái thị trường bây giờ đó, là mình có nâng ngực bằng đường nắp nè, đường chân ngực và đường quần ha, và có bằng đường rốn nữa. Nhưng mà thông thường hiện tại là bác sĩ Việt sẽ nâng ngực bằng cái đường cho mình là bằng đường nắp đó mọi người. Còn đối với những chị em nào mà mình có thu quần lại thì mình vẫn có thể kết hợp với là mình đi bằng đường quần vẫn được mọi người ha. Thì đường quần thì cái vết sẹo nó sẽ nằm ngay cái đường viền quần của mình á, thì nó sẽ cái đường sẹo nó nằm mép cái đó luôn. Thì nếu như mà mình nói thì thật sự là mình mới biết là mình nâng ngực, còn nếu không á mọi người, tại vì cái đường sẹo nó nằm ngay cái đường nếp quần của mình rồi, mình cũng không có biết được đâu mọi người ha. Rồi, ngoài ra thì mình có thể nâng bằng đường nắp cũng được nè mọi người. Nâng bằng đường nội soi bằng đường nắp tắt, cho nên là nó ok rất là nhiều mọi người ha. Mình khi mình làm bên đây thì tầm 3 ngày thì qua các bạn điều dưỡng sẽ cắt, sẽ vệ sinh băng cho mình ha. Đó, rồi sau đó mình sẽ được bác sĩ thăm khám lại cho mình liên tục trong quá trình mình làm thực hiện dịch vụ.
và hầu như khách hàng của bên em làm là từ 9 đến 10 ngày. Ngày thứ 10 là khách hàng bắt đầu chạy xe máy bình thường nhẹ nhàng đi chợ đó mọi người. Đó, cho nên là bây giờ hiện tại công nghệ rất tiên tiến, mình làm nhẹ nhàng lắm, không có còn gọi là như ngày xưa là mình phải nghỉ dưỡng là từ trời ơi tới 1 tháng hay là cái gì quá nhiều đâu nha mọi người. Thu Nguyệt ơi, sai ngực có ảnh hưởng đến chi phí không ạ? Sai to hơn có mất tiền hơn không chị? Không nha, mình sẽ chọn loại túi, bên mình sẽ có rất là nhiều loại túi cho mình có thể chọn được loại túi mình có thể sử dụng nha. Thì hiện tại cái túi mà bên mình đang giảm giá chương trình mà thấp nhất luôn á, là đang có giá là chỉ từ 55 triệu đồng cho mình thôi, là mình có thể là độ được một hộp loa rồi đó mọi người, mình có thể làm được rồi, nó không có ảnh hưởng gì tới size to, size lớn gì đâu nha. Size to thì vẫn là cái giá tiền đó nha mọi người, tùy theo mình chọn cái túi sẽ như thế nào ha. Điều kiện. Đó, cho nên nói là chị em mình cứ yên tâm nha. Vấn đề ví dụ như mình sẽ chọn cái hãng túi mà bên mình thấp nhất là như em nói là sẽ có là giá từ 55 triệu đồng thôi đó mọi người, thì nó sẽ ok hơn nhiều cho mọi người ha. Rồi, hàng ngày thì như em nói là em sẽ live stream cho mọi người những ca phẫu thuật là ở trong phòng khám, tiểu phẫu, dịch vụ, nhiều vấn đề rất là nhiều cho mình luôn. Thì khi mà mình live như vậy thì em sẽ cho khách hàng biết được là ở chính tay sẽ là bác sĩ việc thực hiện dịch vụ cho mình thì sẽ như thế nào ha mọi người ha. Đó, và từ cái khâu mà làm những cuộc tiểu phẫu nhỏ là như là cắt mí, độn cầm, nâng mũi mọi người, thì mình sẽ là từ thăm khám trước và mình sẽ chọn chất liệu, và sau khi thực hiện xong thì là những cái đường khâu cuối cùng là sẽ thực hiện, bác sĩ Việt sẽ khâu lại cho mình là một cái đường may thẩm mỹ ha. Đối với dịch vụ ví dụ như tiểu phẫu thì tầm 5-10 ngày mình cắt chỉ rồi, thì làm ngực thì cũng tầm 10 ngày là mình sẽ qua cắt chỉ mọi người ha. Hoặc là gôn phơi lại là rất là đẹp luôn rồi đó mọi người. Nhưng mà thông thường để chúng ta có một cái phơn ngực gọi là đẹp với mọi người thì tầm 1 tháng trở lên, tầm 1 tháng trở lên đến 3 tháng bắt đầu nó sẽ gom phơn ngực của mình lại rất là nhiều mọi người ha. Thì bắt đầu ngực của mình sẽ trở nên là đẹp, là tròn đầy. Có nhiều khách hàng mọi người, mình có thể là chọn ví dụ như là mình muốn làm một cái túi tự nhiên á, thì mình có thể làm sao nhỏ này phù hợp với người của mình. Tại mọi người sẽ có một cái gu khác nhau, mình thích tự nhiên, mình thích sexy, mình thích to hay như thế nào đó, thì tùy vào khung xương và cũng như chiều cao nè, rồi cân nặng của mình nè, và cái dáng người của mình. Thì ví dụ có nhiều khách hàng nhỏ tuổi đi, phải nhỏ tuổi mà mình nhỏ, mình thấp bé và mình nâng size 300 mấy, 350 trở lên thì nó lại không cân bằng với cơ thể của chúng ta đúng không ạ. Còn đối với những chị em nào mà mình có thể là mình chơi cao trên 1m65 như em đó mọi người, thì mình có thể là mình nâng size 300 mấy vẫn được ha. Còn chị bấm, em bấm đây nét ở bên kia. Bên mình có loại túi nào? Bên mình có loại túi nào thì hiện tại bên mình là có túi của hãng Motiva nha mọi người ha, và hãng của Mentor. Thì hiện tại là hai cái hãng này bên Nguyễn Du đang sử dụng cho khách khá là ok, và hầu như khách hàng chọn họ cũng rất là nhiều luôn mọi người. Cho nên là tùy theo loại túi thì sẽ có một cái phần giá tiền khác nhau, và đang có cái chương trình là giảm giá túi thấp nhất cho mọi người chỉ còn 55 triệu đồng thôi, là mình có thể làm túi nhập độ ra mình có thể ok rồi đó. Làm ngực xong có sử dụng thuốc kem hay bôi kem bác sĩ? Làm ngực xong thì mình sẽ có thể là mình về vết sẹo thì mình có thể sử dụng thêm kem sẹo của Rezukakin đó mọi người ha, thì nó sẽ làm cho các sẹo của mình liền đẹp hơn rất là nhiều luôn. Cho nên là mình chỉ cần bôi kem sẹo thôi là đã được rồi. Thì cái tiếp đó hiện tại là bên Nguyễn Du cũng bán có khoảng tầm 400 mấy thôi á, là mình sử dụng mà đã có hiệu quả rồi nha. Với lại có đeo áo đội hình không, chi phí này tính chung trong đó luôn hay phát sinh thêm? Thủy Võ ơi, thì sẽ tính chung luôn trong đó luôn, là trong bên đó là sẽ bao gồm từ A đến Z cho mình hết. Mình sẽ không có phát sinh mình mua thêm cái bất cứ gì đâu. Sau khi mình làm xong cái đó là về sẹo mọi người, nó sẽ nằm riêng ở bên ngoài ngực, thì mình có thể là mua kem sẹo. Như em nói thì chặt tầm mấy trăm ngàn một tiết thôi là mình bôi lên là nó bắt đầu nó mờ dần liền sẹo cho mình rồi đó mọi người.
mình sẽ không có phát sinh thêm một cái chi phí gì nữa, đã bao gồm tất cả viện phí nè, thuốc men cho mình ha, rồi bao gồm cho mình tất cả phí điều dưỡng bên em chăm sóc hậu phẫu cho mình là ngủ lại một đêm đó mọi người, đã có người chăm sóc trực tiếp mà 24/24 luôn. Sau khi về nhà vệ sinh, tại vì khi mình làm một khối là tầm 3 ngày mình phải tới vệ sinh nè, vệ sinh còn ví dụ mình cứ tới mình không biết vệ sinh hay thế nào đó thì sẽ có các bạn điều dưỡng vệ sinh cho mình, là cũng không có tốn phí gì đâu ha. Rồi khi mà tầm 10 ngày thì mình sẽ đến phòng khám mình cắt chỉ. Đó là xong rồi đó mọi người, đã ổn định cái ngực rồi đó. Thì ổn định tầm 1 tháng đến 3 tháng cái phân của mình vô phơm sẽ đều và đẹp mọi người ha. Hôm nay là tầm đầu tuần thì mọi người có đang dự định là mình làm dịch vụ như thế nào không? Tại vì ví dụ như gần Tết á, mọi người có những chị em mình muốn làm đẹp mà mình ngại về phẫu thuật thì mình vẫn có thể sử dụng những cái dịch vụ như là nội khoa mọi người ha. Mình có thể là làm tăng sinh collagen cũng được mọi người. Ca ngực nâng thời gian bao lâu hả Hồng Loan ơi? Ca ngực thì mình sẽ thực hiện trong vòng 45 đến 60 phút đó Hồng Loan nha, là mình sẽ gọi là nâng ngực đó. Còn những chị em nào mình vừa làm ngực, nâng ngực và vừa treo ngực đó mọi người thì thời gian có thể lên tầm khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng mọi người ha, tùy tình trạng. Ví dụ như mình đang làm hai dịch vụ thì nó có thể tăng thời gian lên tầm 1 tiếng cho mình luôn đó. Có thể là mình trong thời gian kết hợp mà khách hàng đó mọi người, còn mình có thể là mình thu quần cũng được ha. Ở tỉnh về em ở không? Tỉnh lên có cần ở lại lâu không ạ? Nếu mà mình có thời gian á, mình có người nhà ở trên đây thì mình cũng có thể ở lại ở đây cũng được ha. Tầm 10 ngày á mọi người, tính mình cắt chỉ xong là ok, mình ổn định mình đi về được đó mọi người ha. Đó cho nên là ví dụ mình có người thân trên đây thì mình ở lại đi tà, vì tầm khoảng 3 ngày là mình lên mình thay băng rồi đó mọi người. Đó thì mình qua mình các bạn điều dưỡng thay băng cho mình luôn ha. Thì hiện tại ở khu vực bên phòng khám á, thì gần đó có rất là nhiều khách sạn, nói chung là giá tầm cũng vài trăm nghìn cũng có, thì bên phòng khám sẽ hỗ trợ tìm kiếm cho mình có sẵn hết cho mọi người để mình có thể ở lại mình theo dõi thêm cho mình về cái ngực của mình như thế nào nghe. Em Hồng Loan ở tỉnh nào? Thường thì ở tỉnh thì mình lên trước một ngày để bắt việc tư vấn ha, và xét nghiệm tổng quát sáng hôm sau mình làm sớm thì nó sẽ tốt hơn ha em. Hiện tại thì đây là một ca thai túi nha mọi người, một ca thai túi. Chào em ở Hậu Giang ạ. À, ở Hậu Giang thì mình nên sắp xếp ha. Đến trước một hôm mình để mình tư vấn và làm hồ sơ xét nghiệm tổng quát, hôm sau thì mình phẫu thuật, và hôm sau nữa là sáng hôm sau nữa mình xuất viện. Thì mình sẽ hai ngày, 3 ngày 2 đêm ha. Của bác hả? Dạ, Facebook Dương Nguyễn đó bác. Dương Nguyễn, alo. Alo. Tắt máy. Dương Nguyễn bác. Làm xong đi về tỉnh thì mình khám hay cắt chỉ gì đó ở đó chỗ khác được không ạ? À, được em ha. Thì cái lịch làm xong á thì mình chỉ cần 10 ngày thì mình có thể quay lên mình cắt chỉ, hoặc là mình kỹ á, mình để cho bác sĩ khám lại, còn không thì mình có thể cắt chỉ ở tỉnh ha. Nói chung ví dụ như mình làm những cái tiểu phẫu nhỏ thì mình về gần dưới mình có trung tâm trạm xá đâu cắt chỉ cũng được á mọi người, mình cứ cắt chỉ ha, ở dưới vẫn được, rồi mình có thời gian rảnh á mình cứ lên đây thăm khám lại vẫn được nè. Mình cứ hiện tại là bên em có một cái đội chăm sóc Zalo trực tuyến á, thì chị em mình cứ thắc mắc cái gì cứ gửi hình vào trong đó ha, làm xong cho em xin tấm hình cái em up lên share với mọi người là được nè. Dạ
Cho nên là mình bây giờ hôm nay mình có thể sắp xếp lên mình để có thể là bác sĩ Việt thăm khám cho mình trước á, để mình có thể nhận được cái chương trình ưu đãi trong tháng này. Thì hiện tại là cái túi hiện tại bên em đang tư vấn cho mình đó là cái túi thấp nhất là có cái giá chỉ có 55 triệu đồng thôi đó mọi người ha. Thì mình có thể là mình sử dụng cái dịch vụ đó, là cái giá túi đó là bên em 55 triệu đã hỗ trợ chi phí hết tất cả, sẽ không có gọi là một cái phát sinh một đồng nào hết nha mọi người ha. Thì em khẳng định trên cái live stream để mọi người có thể biết rõ trong thời gian phẫu thuật và sau khi làm xong không có phát sinh thêm tiền này tiền kia cho mọi người đâu, cho nên là mình yên tâm nha. Mình sắp xếp thời gian đi Hồng Loan, mình có thể sắp xếp thời gian lên mình thăm khám, mình tư vấn đi. Mình có thể tư vấn trước nào rồi mình xem được là mình có thể phù hợp với size túi như thế nào. Thì mình có thể là mình lên bác sĩ Việt sẽ thăm khám cho mình trước, là bên em thăm khám miễn phí cho mình ha. Cho nên là chị em mình cứ yên tâm, đừng có sợ là mình tới đây mình lên rồi bắt buộc là mình phải làm hay gì đó. Mình có thể lên nhà khám cũng được nè, mình khám là xong thôi. Nè cầm cầm. Làm ngực thời gian nghỉ ngơi nhiều không ạ? À, xin lỗi, làm ngực thì thời gian nghỉ ngơi của mình hình như là khách hàng tầm 1-2 ngày đó mọi người. Tầm 1-2 ngày xong là có nhiều khách hàng đó làm xong nó đi rất bình thường, khỏe mạnh bình thường luôn á mọi người. Cho nên nó là tùy theo mỗi cái cơ địa của khách hàng á. À, tầm 1-2 ngày, tầm 3 ngày là mình cứ lên thay băng là khách hàng đã ổn định cái vết thương của mình rồi ha. Không có gì gọi là quá đau đớn đâu. Tại vì trong lúc làm á mọi người thì bác sĩ đã bóc tách nói chung mà không gọi là quá nhiều. Cho nên nó là mình làm nó rất là nhẹ nhàng ha. Chứ không giống như ngày xưa mà mỗi lần mà mình làm những cuộc phẫu thuật lớn mình rất là hồi hộp và mình sợ là không có biết nguy hiểm hay là như thế nào hay không, đúng không? Còn bây giờ mình làm ngực thì thời gian em nói thật sự luôn là em làm tầm 10 ngày sau là em có thể chạy xe máy em đi làm bình thường, chạy nhẹ nhàng đi làm bình thường, đi chợ, đi chơi cà phê với bạn bè là bình thường luôn. Trong thời gian đó thì em có một cái định áo định hình trên cơ thể của mình á thì mình vẫn có thể chạy xe nhẹ nhàng được nha. Chứ đừng có chạy vận tốc là 60-70 nha mọi người. Sợ dao kéo nhưng thấy mọi người làm đẹp thấy ham ghê hả? Ừ, thì bỏ đi, nói chung thì khi mà mình đã thực hiện dịch vụ mọi người làm phẫu thuật thẩm mỹ thì mình có thể sử dụng đụng đến dao kéo, nhưng mà hiện tại có những cái phương pháp mình không cần phải đụng đến dao kéo, mình có thể đụng đến chỉ là tiêm chích thôi, nó trên cái bề mặt của mình nó nhẹ nhàng ha, hơn rất là nhiều luôn. Cho nên là mình không cần phải gọi là sợ bầm tím, sợ sưng, mình sợ ngại gặp với mọi người đâu. À, cảm ơn Thu Nguyệt rất là nhiều nha. Thì khi mà ở chip bên em làm thì nói chung là tập trung rất là nhiều quá, chỉ có mỗi mình em thì em nói nhiều như vậy thôi mọi người. Cho nên là cũng trò chuyện với mọi người trong cái lúc mà làm, cho nên là hầu như mọi người thấy em live stream á là em ít khi nào em tương tác với bác sĩ nhiều quá mọi người. Có thể là sau khi thực hiện dịch vụ xong thì em có thể xin các bác là nói chuyện một hai câu đó, còn trong lúc bác làm á thì mình sẽ cho bác tập trung nè để bác có thể thực hiện dịch vụ được ha. Làm này trong bao lâu ạ? À? Làm cái này thì thực hiện dịch vụ trong vòng khoảng là tầm 45 đến 60 phút nha Suzy ơi. Cho nên là đối với những ca ngực mà mình làm ngực mới hoàn toàn á mọi người, mình chưa có đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ thì mình làm tầm 45 phút. Còn đối với những chị em nào mình đã làm ngực 10 năm, 15 năm hôm nay mình muốn đến thay túi á, thì mình sẽ thực hiện thời gian trong vòng 60 phút mọi người ha. Tại vì cái thời gian mình còn phải bóc tách mình lấy được cái túi ngực cũ của mình ra đó mọi người, thì mình sẽ thay cái túi mới. Có thể là chị em mình muốn đổi size á, chị em mình đổi size á thì tầm 10 đến 12 15 năm chị em mình quay tới mình đổi size vẫn được, nên mình có thể hỗ trợ cho chị em ha. Rồi nè. Bác sĩ Việt cần làm cho các dì em nhiều dịch vụ rồi, bền lắm. Cảm ơn Thu Hoài nhiều nha. Thì bác sĩ Việt nói chung là đã mổ trên 20 mấy năm rồi, thì mọi người cũng đều biết là nếu mà em tính cái số ca bác mổ thì không biết là bao nhiêu. Tại vì rất là nhiều, từ ca tiểu phẫu đến ca, những ca lớn như làm ngực, độ mông, hút mỡ với mọi người. Thì bác sĩ Việt làm rất là nhiều, cho nên là em cũng không biết đếm đủ bao nhiêu ha. À,
Thùy Dương ơi, địa chỉ của mình là ở 355 đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 nha Thùy Dương ơi. Cho nên là chị em nào mình tới mình thăm khám hoặc là mình muốn tư vấn dịch vụ nào trực tiếp bác sĩ khám thì chị em mình có thể đặt lịch trước nha. Tránh trường hợp chẳng hạn như hiện tại là bác sĩ Việt đang mổ nè, thì khi mà mình tới bên mình khám thì sẽ không có bác sĩ để khám cho mình ha. Cho nên là mình cũng phải đặt lịch trước, cho nên là em sẽ sắp xếp thời gian nè và bóc cho mọi người được cái lịch là bác sĩ rảnh tầm 5-10 phút thì sẽ xuống thăm khám cho mọi người nè. Dạ. Cho nên là chị em mình cứ yên tâm nha. Rồi cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều nha. Thùy Dương mình muốn đặt lịch tư vấn gì nè, tư vấn mũi hay mắt hay là nâng ngực hay cái gì đó. Rồi nha. Rồi khi mà mình thực hiện dịch vụ này nó rất là nhẹ nhàng cho mình ha, cho nên là mình ok rất là nhiều luôn. Lấy được cục vàng. Thùy Dương ơi, mình muốn chọn dịch vụ gì nè? Mình muốn chọn dịch vụ là ví dụ như là nâng ngực hay là dịch vụ nâng mũi hay là dịch vụ gì thì mình sẽ báo cái chương trình giảm giá cho khách hàng luôn. Những chị em nào mà mình tầm khoảng cuối tuần thì bên em hay có tổ chức những cái dịch vụ cho mọi người ha, chẳng hạn như là phun mày giá 499 nè, phun môi là giá 599 nè mọi người. Đó thì sẽ được mọi người có thể là làm cái dịch vụ rất là nhiều. À rồi, độn cầm thì cũng rất là nhẹ nhàng, thì Thùy Dương mình tư vấn xong là ngày mình làm luôn hay là mình chỉ thăm khám thôi để mình có thể sắp xếp được bác sĩ thời gian cho mọi người có thể sắp xếp được ha. Thì hiện tại độn cầm bên em đang có cái giá là 15 triệu, bên em giảm chỉ còn có 10 triệu 500 nghìn đồng thôi nha mọi người ha. Đó, hiện tại cái giá mà em đang báo cho Thùy Dương là cái giá trên livestream này. Chị em nào mình đang coi livestream thì em sẽ báo cái giá trực tuyến cho mình luôn. Đó, cho nên là mọi người cứ bình luận ở trên đây đi, em báo cho mình một cái giá gọi là ưu đãi cực kỳ cho mình luôn ha. Đối với dịch vụ độn cầm đó mọi người thì nói chung là nó cũng rất là nhẹ nhàng, tại vì nó là tiểu phẫu thôi, thì bác sẽ bóc tách bên trong cái khoang miệng của mình ha, thì sẽ là độn cái chất liệu và đo được cái kích thước bên trong của mình. Ví dụ có một số anh chị mình thích được cái cầm này, cầm nhô nè, rồi cầm dài nè, cầm vi lai nè, cầm bầu tròn, cầm tài lộc gì đó, nó cũng chỉ là một cái tên gọi thôi, thì thực chung nó cũng là một cái phương pháp gọi là độn cầm. Thì khi mà mình độn cầm thì thời gian thực hiện thì phải gọi là tầm 30 phút đến 40 phút, 45 phút thôi đi là sẽ xong cái dịch vụ ha. Làm xong về nhà nói chung là khỏe ra, tại vì và cái vết sẹo của bên độn cầm là hoàn toàn của mình sẽ không thấy được, tại vì nó nằm trong khoang miệng của mình, cho nên về nhà mình sẽ được các bạn điều dưỡng hướng dẫn mình vệ sinh rất là sạch sẽ ha, để có thể là cái vết thương mình đẹp nè mọi người. Sao mình đứng đây rồi vậy bây giờ em xin kết thúc livestream tại đây nha, để cho tiếp tục em sẽ like cái trang của cá nhân. Độn cầm có khó khăn ăn uống gì không chị? Độn cầm đó, nói chung là mình cũng là cái tiểu phẫu nhỏ và nó đã nằm trong cái khoang miệng của mình, hầu như nó rất là nhẹ nhàng. Mình vẫn ăn uống bình thường mọi người ha, ăn uống xong rồi mình súc miệng bình thường sạch sẽ là được nè, chứ mình đừng có để là mình ăn xong rồi mình không súc miệng thì cái vết thương ở trong cái hàm của mình nó sẽ khép, nó dơ đi thì cái vết thương của mình nó rất là khó lành nghe. Rồi chị em mình có đang coi livestream á, thì bây giờ hiện tại là em like nãy giờ cũng tầm 30 phút ở trang này rồi, thì em xin kết thúc like tại đây. Thì em sẽ like tiếp tục trang của bác sĩ Việt nha, để cho mọi người, tại vì khách hàng ở bác sĩ Việt cái trang cá nhân của mọi người nhiều lắm, cho nên là em cũng quay cho tiếp tục với khách hàng coi ha, để mình có thể biết được là thực hiện bác sĩ đang thực hiện dịch vụ nâng ngực cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.